Và trong trường hợp mà bị chiến sĩ cảnh sát giao thông tự ý là rút chìa khóa xe của chúng ta xử lý như nào? Chúng ta căn cứ vào các quy định pháp luật hiện tại, trong trường hợp mà chúng ta thấy có một hành vi hành chính nào đó xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta, thì chúng ta có quyền khiếu nại, đầu tiên là trực tiếp lên người có hành vi hành chính, đúng không ạ? Việc khiếu nại đó có thể khiếu nại trực tiếp hoặc khiếu nại bằng đơn. Như vậy đó là cách thức đầu tiên. Cách thức thứ hai, chúng ta có thể phản ánh lên đường dây nóng của Cục Giao thông Đường bộ. Các bác có thể theo dõi trên màn hình. Tôi thấy phương pháp thứ hai, cách thức thứ hai này là trực tiếp nhất, nhanh nhất, đúng không ạ?